cải hương mặt trắng nó cũng như con gầy quái mốc, chăn nuôi thì nó đạt trọng lượng nó to và hai đó là cũng nhanh lớn. Thì cái đầu ra bà con cứ yên tâm là tôi sẽ bao quát cho hết những con giống của bà con khi mà nuôi ra. Là người tâm huyết, đam mê, yêu thích chăn nuôi động vật hoang dã, sau khi chăn nuôi thành công giống cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang lại tiếp tục sưu tầm nhân nuôi các giống vật nuôi hoang dã có giá trị kinh tế khác. Trong đó, điển hình có giống cầy hương má trắng lớn. Đây là giống chồn hương có giá bán cao hơn so với chồn mốc. Cụ thể cao hơn bao nhiêu và chăn nuôi, chăm sóc như thế nào? Xin mời bà con cùng Đồng Lâm.net tìm hiểu ngay sau đây. Đây, giới thiệu bà con đây là cái cầy hương mặt trắng của giống trong miền Nam, trang trại chúng tôi nuôi nó rất là lớn so với cầy ngoài Bắc. Cầy ngoài Bắc là cầy lông đỏ và nhiều con lông đỏ đen, nên là cái loại cầy hương ngoài Bắc là thứ nhất là nuôi chậm lớn và đạt hiệu quả kinh tế nó sẽ không cao bằng cái giống cầy hương mặt trắng trong miền Nam. Đấy, trong miền Nam này, cái bà con trong đấy chăn nuôi loại cái hương mặt trắng này đạt trọng lượng nó rất là to, nó đạt trọng lượng từ 4 kg đến hơn 10 g đến gần 6 kg một con, có đạt 6 kg trọng lượng con cái hương mặt trắng này. Thì là thứ nhất là cái hương mặt trắng nó cũng như con cái quái mốc, chăn nuôi thì nó đạt trọng lượng nó to và hai đó là cũng nhanh lớn, đẻ thì cũng là sai, tỷ lệ từ 3 đến 5 con một lứa. Chuồng trại nuôi giống chồn hương này cũng tương tự như các giống chồn khác, làm rất đơn giản và không tốn nhiều diện tích. Như chuồng nuôi nhốt mà quý bà con đang nhìn thấy đây là mẫu chuồng nuôi nhốt chồn giống, chồn thương phẩm. Còn đối với chuồng nuôi sinh sản cần làm kín như mẫu chuồng này. Vật liệu làm chuồng có thể tận dụng nhiều vật liệu như gỗ cứng, lưới sắt để làm hoặc xây bằng gạch. Anh Hùng chia sẻ nguồn thức ăn cho giống chồn hương mái trắng lớn này bao gồm cháo và thịt các loại. Để đảm bảo vệ sinh thì anh Hùng thường nấu chín thịt rồi mới cho chồn hương ăn. Với những cái hương mặt trắng này thì thức ăn chủ yếu của hương mặt trắng này là cũng cháo mấy cả cá. Một số nhân trong tôi chăn ở trong miền trong ấy thì là cho ăn cá rô phi sống, đấy, mổ ruột và vớt sống cho ăn. Nhưng ngoài Bắc thì tôi chăn bằng cách là nấu chín mấy cháo và cho ít muối như ở là cho con cầy vòi mốc ăn là nấu cháo và cá rô phi nấu chín cho ăn, chứ không như trong miền Nam. Trong miền Nam thì khẩu nó hai mùa nó đâm là phù hợp với cả một số là cho nó ăn cá sống cũng được, nhưng ra Bắc thì là ngoài Bắc thì đôi khi là khí hậu nó mấy mùa đâm là mình nên là cho ăn nấu chín uống chín nấu chín có nghĩa là nấu chín cho nó ăn thì là tốt. Chia sẻ về hiệu quả kinh tế chồn hương mái trắng lớn, anh Hùng cho biết giá bán của giống chồn này cao hơn so với giống chồn mốc 200.000 đồng 1 kg. Với một con chồn mẹ thì một năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 3 đến 5 con. Nếu như chăn nuôi tốt đúng kỹ thuật thì một năm cũng đem lại từ 40 đến 50 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế cái con cầy hương mặt trắng này thì là nó so với mấy con cầy vòi mốc thì giá cả nó đắt hơn con cầy vòi mốc tầm độ chênh lệch tầm 200.000 một kg. Như bình thường thường là một con cầy hương mặt trắng này đẻ ra từ 3 đến 5 con thì một năm bà con có thể là thu lợi nhuận một nửa, ví dụ một nửa đẻ 3 đến 5 con, ví dụ 3 con đi. 3 con như hiện tại bây giờ là nó một cặp nó vào dao động tầm độ 15 triệu, 16 triệu một cặp giống. Một cặp giống cầy hương má trắng này đấy thì là tương đương bà con một con đẻ là một lứa là tương đương là hơn 20 triệu. Hơn 20 triệu một lứa đẻ thì một năm đẻ 2 lứa thì nó dao động với bà con cứ cho là bà con 6 con đi, 6 con 3 đôi,
ba đôi thì nó vào hơn 50 triệu là một con đẻ trong một năm. Đấy là tôi gọi cho nó đẻ mới mức độ là ba con một lứa. Thì nếu 5 con thì nó lại đạt hơn. Ví dụ như con cày hương mặt trắng này thì mấy cả con cày mốc thì bà con bỏ ra đồng vốn tuy là nó rất là cao, thế nhưng mà lợi nhuận đem lại của nó thì cũng là lớn. Vì căn bản là con đầu tư những cái mảng khác thì chăn nuôi lợn gà bò thì người ta nuôi lớn người ta lại bán đi là coi như là thịt và là hết, nhưng đằng này những cái đôi cày giống này bà con sinh sản ra bà con nuôi thì nó vẫn giữ được con cày bố mẹ, thì chỉ bán những con để lại bán giống cho những hộ chăn nuôi khác. Còn những khi mà những con giống mà nó không đạt tiêu chuẩn thì bà con nuôi lớn bà con bán thì nó vẫn là đạt hiệu quả kinh tế so với cả những con động vật khác. Những con động vật khác thì những như đấy một số trang trại lợn và trang trại bò là đôi khi người ta bỏ hết và người ta sẽ tìm hiểu về nuôi con cày hương, đa số là tìm con cày hương mặt trắng giống to. Như trang trại tôi đem con giống là từ trong cơ sở của tôi trong miền trong là ra cơ sở tôi cơ sở 2 trong Bình Dương là tôi đem những con giống tốt chuẩn của trang trại tôi ở trong đấy là đem ra phục vụ cho bà con chăn nuôi ở ngoài Bắc. Với nhiều năm trong nghề chăn nuôi động vật hoang dã nên hiện tại anh Hùng có nhiều liên kết với các nơi tiêu thụ. Chính vì vậy, không chỉ cung cấp con giống cho bà con có nhu cầu chăn nuôi mà anh Hùng còn nhận luôn bao tiêu đầu ra. Giờ đây bà con chỉ việc chú tâm chăm nuôi sao cho thật tốt mà không tốn thêm thời gian và tiền bạc để đi chào bán sản phẩm mình làm ra. Như con cày hương mặt trắng này thì bà con cứ yên tâm một cái là khi bà con chăn nuôi tốt thì cái đầu ra bà con cứ yên tâm là tôi sẽ bao quát cho hết những con giống của bà con khi mà nuôi ra thì là tôi sẽ thu mua lại kể cả những con giống con hoặc là con thương phẩm là bà con nuôi ra thì tôi sẽ thu mua cho bà con để bà con đạt hiệu quả kinh tế chăn nuôi. Không chỉ bao tiêu đầu ra mà anh Hùng còn sẵn sàng chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm chăn nuôi của mình cho những ai có niềm đam mê, yêu thích chăn nuôi động vật hoang dã, đặc biệt là con chồn hương. Quý bà con nào muốn giao lưu, chia sẻ hãy đến trực tiếp trại anh Hùng tại địa chỉ trại cày Hùng Thoa ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang hoặc đến cơ sở 2 ở tổ 32, ấp Bình Hòa, xã Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đối với bà con chưa biết chăm sóc con cày hoặc là mới đầu bỡ ngỡ về con cày thì trang trại tôi tư vấn cách chăn nuôi và luôn luôn là lắng nghe bà con khi điện đến hỏi và cách phối giống hoặc là như nào thì trang trại tôi là cũng luôn luôn lắng nghe để tư vấn cho bà con để chăn nuôi được đạt hiệu quả khi chăn nuôi con cày hương mặt trắng này cả cày vòi mốc. Đấy là tôi luôn luôn là lắng nghe tư vấn để cho bà con được tốt nhất khi chăn nuôi con động vật trong ngoài cày hương mấy cả cày vòi mốc này. Chia sẻ về bí quyết để thành công với mô hình nuôi chồn hương mái trắng lớn này, anh Hùng cho biết điều kiện môi trường chăn nuôi đóng vai trò then chốt. Anh luôn đảm bảo chuồng trại thông thoáng, ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè. Nhiệt độ mùa hè luôn được anh duy trì ở dưới 32 độ C bằng cách dùng quạt hút gió. Bà con nên lưu ý khi chăn con cày quầy hương mặt trắng này cũng như con cày quầy mốc là bà con nhiệt độ là cứ tầm độ 32 độ quay trở lại là phù hợp với cả con cày quầy hương mặt trắng này, mấy con cày quầy mốc là thời tiết như cứ làm sao mà cứ 32 độ trở xuống là con cày này là nó chịu được cái nhiệt độ đấy và phát triển được. Nhưng mà sợ nhất là nó lên tới 37, 38, 39, 40 độ là con cày nó sẽ nóng và nó hay bị sốc nhiệt và nó sẽ dẫn đến là chết. Nó bị nóng quá, nó sẽ bị sốc nhiệt và nó đào thải trong ruột nó ra, nó xuất huyết đường ruột là nó hay bị chết.